Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em đã đến với channel Sửa Chữa Bình Thịnh nha. Nhớ nhấn nút đăng ký kênh và bấm chuông để ủng hộ cho Thịnh cũng như cập nhật những kiến thức sửa chữa hữu ích theo ngày tháng. Này trước mặt em đây chiếc nắp lưng Samsung Galaxy Note 10 Plus anh em ha. Rồi đây là nắp lưng zin chính hãng, còn rất là đẹp, được Thịnh tuyển chọn để dùng là một cái mẫu vật để Thịnh nói với anh em những kiến thức xung quanh công tác hay nắp lưng này. Nắp lưng này đang đính kèm với một cái cụm kính camera luôn, bởi vì đây là một cái nắp lưng tháo máy. Đó, nhưng mà còn đẹp và đủ cái chuẩn zin để mà Thịnh chia sẻ và phân biệt với anh em. Rồi một cái nắp lưng zin chính hãng được bóc từ một cái máy Samsung Galaxy Note 10 Plus. Đầu tiên chúng ta nhìn thấy nó có một cái dòng chữ M dưới đây gọi là email ha. Email này là cái dòng chữ chỉ đi theo những cái nắp lưng tháo máy thôi. Có nghĩa là đây là những cái nắp lưng được tháo từ cái máy khác ra và số email đó nó trùng với số email trên cái máy mà nó đã phát ở đây. Đó. Còn anh em mua nắp lưng mới thì dù là nắp lưng zin chính hãng nó cũng chỉ có được chữ Samsung như thế này thôi, chứ nó không có được cái xôi mày dưới đây. Nếu mà anh em muốn thì chúng ta phải đi bắn laser ha, chúng ta đi bắn laser. Có một số nơi họ nhận khắc laser trên cái nắp lưng của những dòng Samsung hoặc là iPhone. Đó là nguyên tắc là như vậy. Rồi bây giờ khi nào chúng ta cần thay nắp lưng cho dòng máy này? Khi mà anh em đánh rơi va đập, ngoài cái việc nó bể vỡ, nó xấu, nó mất thẩm mỹ thì chắc chắn là còn một cái rủi ro nữa, đó là ảnh hưởng đến những bộ phận linh kiện bên trong. Khi mà nắp lưng đặc biệt nó bể vỡ quá nhiều, nếu mà nó bể vỡ quá nhiều, nó xuất hiện những khoảng hở, nó những khoảng bể vụn, nó ghim vào bên trong những bộ phận linh kiện khác là một. Thứ hai là nước, khói bụi, đó, nó dễ dàng nó lọt vào bên trong máy. Chúng ta đối diện với rất nhiều những rủi ro về kỹ thuật, ví dụ như nó bụi nó lọt vào khu vực kính camera làm hư nguyên bộ cam luôn, đó, đốm bụi rồi hết, hoặc là nó lọt vào men bo nó ẩm nước rồi này kia, chạm chập vân vân. Đó nên là chúng ta khi mà cái nắp lưng nó bể nhiều, đặc biệt nó xuất hiện những cái khoảng hở luôn rồi, thì chúng ta nhanh chóng đi thay nắp lưng. Vì thay nắp lưng cho Samsung Galaxy Note 10 Plus nó có nhiều chủng loại sử dụng để thay thế, trong đó Thịnh chia làm hai nhóm, đó là nắp lưng zin và nắp lưng lô. Nắp lưng zin là nắp lưng chính hãng của Samsung. Nắp lưng zin được định nghĩa là nắp lưng chính hãng của Samsung. Đó. Nên là nó thỏa những cái điều kiện về màu sắc, về kích thước, về hình dáng. Đó, nó bo sát đều các góc cạnh ha. Về hình dáng thì nó y chang như cái nắp lưng zin theo máy của anh em, và về màu sắc, nhất là những cái màu khó như là cái màu đa sắc, chỉ có nắp lưng zin nó mới đáp ứng được cái màu đó thôi. Còn không là chúng ta mua mà màu đa sắc mà anh em lấy cái nắp lô, thường nó màu nó nhìn cỡ nào cỡ nó cũng ra cái độ dại của nó. Đó. Và đương nhiên nắp lưng zin nó mắc tiền hơn nắp lưng lô, không cần phải bàn cãi nữa. Còn bên nắp lưng lô lại chia ra làm nhiều loại, ví dụ như lô loại 1, loại 2 thì cái loại 1 của lô xài nó cũng đỡ đỡ đi. À, còn những cái loại mà dởm nhất của lô thì ôi thôi, Huỳnh khuyên anh em không nên xài vì rất là mất giá trị cái máy ha. Đó thì nếu anh em quyết định đi thay nắp lưng thì chúng ta chỉ thay nắp lưng zin, hoặc tối thiểu thì cũng phải là nắp lưng lô loại tốt ha, để nó vừa có cái tác dụng bảo vệ mà nó có một chút thẩm mỹ nữa. Đó. Rồi bây giờ nói về cái vấn đề làm sao để cái công tác thay nắp lưng nó an toàn và nó đảm bảo chất lượng cho anh em. Bất kỳ một thao tác nào về phần cứng Thịnh đều dặn dò với anh em rằng anh em cần phải đồng kiểm về tính năng với đơn vị sửa chữa trước khi anh em tiến hành bàn giao máy cho người ta thay. À, có nghĩa là bây giờ trước khi thay bất kỳ một cái gì mà tháo máy ra thì tôi với anh test hết mọi tính năng ok, wifi, camera, loa, chuông, sim sống. Đó. Chứ anh thay cái nắp lưng mà về tự nhiên tôi bỏ sim vô nó không nhận sim, thay nắp lưng về tôi xài cảm ứng bút không được, có điều đó xảy ra không anh em? Hoàn toàn có thể khó, đặc biệt là đối với những cái đơn vị mà họ đang không có những người thợ chuyên sâu, hoặc ví dụ như là những người thợ giỏi đó người ta đã nghỉ rồi đó, họ phải sử dụng những người thợ tập học học việc hoặc là vân vân đó. Ví dụ như anh em nhìn đây, Thịnh lấy một cái mẫu vật là chiếc Note 10 Plus này đây, có phải là cái nắp lưng này nó sẽ đậy vào như thế này đó. Nếu mà chúng ta thay cái nắp lưng, chúng ta phải tách cái lưng bể ra, thì khi chúng ta tách cái lưng bể này ra, anh em thấy đối diện với hàng loạt vấn đề. Anh em nhìn dưới cái nắp lưng này là hàng loạt cáp kết nối, ở đây một cái bệ dây, một bệ dây ha, ở đây một dây nút nguồn và hàng loạt cáp này luôn. Có phải là nếu chúng ta không biết, chúng ta tiến hành chúng ta rọc cái keo ra, đó là lý do mà chúng ta luôn phải đồng kiểm về tính năng là như vậy, hạn chế và bảo vệ cái quyền lợi của mình trước những cái sơ suất từ phía người kỹ thuật viên thao tác. Mà để cho anh em hạn chế cái vấn đề này thì tốt nhất là anh em
tìm đến những cái nơi sửa chữa chuyên nghiệp đó. Anh em đừng có đưa đại, anh em đừng thấy nắp lưng anh em tưởng dễ đưa đại ông đầu ngõ bà đầu sớm ha, rồi nhầm lúc đó bà hắt hơi sổ mũi ổng hôm đó ổng buồn tình buồn này buồn kia ổng làm cái đứt một phát một ha, và đã gọi là không chuyên nghiệp. Thì khi mà chúng ta anh ta lỡ làm hư như vậy thì anh ta sẽ rất là muốn lấp liếm vấn đề đó, anh em anh ta muốn né đi để tránh việc đền. Thay có cái nắp lưng tiền công bao nhiêu như vậy mà giờ đền cái này cái kia, thậm chí cắt làm sao đứt cái dây màn hình chắc đền mấy triệu, chắc là buồn hiu cả tháng trời luôn anh em ha. Rồi ok, trên đây mình chia sẻ những vấn đề và kinh nghiệm dành cho anh em ở vị trí người dùng về công tác thay nắp lưng Samsung Galaxy Note 10 Plus. Anh em nào cần thay thế hoặc là có những thắc mắc nào cần tư vấn giải đáp, anh em cứ liên hệ trực tiếp, thông tin mình sẽ để bên dưới. Rồi bye bye anh em, chúc anh em một ngày làm việc hiệu quả nha.